Ở cuối tập 42, sau khi phát hiện ra doanh trại nơi đóng quân của Tiêu Lệ, rất nhanh Phạm Lao đã đem quân bao vây nơi này lại. Bởi vậy, ngay khi phát hiện ra đám người kia đã tới, cầm chính kích trong tay, Tiêu Lệ cũng liền đi ra bên ngoài và đối đầu với Phạm Lao cùng đồng bọn. Lúc này đây, sau vài lời võ mồm qua lại, ngay lập tức Phạm Lao đã liền sai ba tên đấu vương độc thủ với Tiêu Lệ. Nương theo đó, từ phía Phạm Lao, ba gã đấu vương hai cánh màu đỏ dang rộng, ngay lập tức bọn họ đã liền lao về phía trước. Ở phía đối diện, cầm chính kích trong tay, Tiêu Lệ như tia chớp cũng phóng người lên đón đánh ba gã đấu vương liên thủ. Trong màn đêm, bốn đạo thân ảnh giao chiến vô cùng ác liệt, ở giữa không trung, từng tiếng leng keng cũng không ngừng vang lên. Lấy số nhiều vây công, hiển nhiên ba gã đấu vương kia rất nhanh đã ép Tiêu Lệ phải lùi lại và chịu thua thiệt lớn. Và cuối cùng, sau một buổi chiến đấu, chuyện gì đến cũng phải đến. Lúc này, Tiêu Lệ đã quyết định liều mạng tung ra một kích mạnh nhất. Nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, Tiêu Lệ cùng ba gã đấu vương đồng thời tung ra một đòn vô cùng mạnh mẽ về phía đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ ầm vang, thân thể của Tiêu Lệ liền bị chấn bay xuống phía dưới. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Lệ còn chưa kịp ổn định lại thân hình, thì ở phía xa, Phạm Lao mang theo thủ chảo đã liền phóng tới. Lúc này, Tiêu Lệ chỉ có thể đưa hai tay ra đón đỡ mà thôi. Trong khoảnh khắc va chạm, Tiêu Lệ liền bị chấn bay xuống mặt đất, thân thể văng ra xa hàng chục mét. Chưa hết, sau một đòn đó, khi Tiêu Lệ còn chưa kịp đứng lên, thì ở phía xa, chính kích đã liền phóng tới và xuyên qua bả vai, làm anh ấy bị thương nặng. Tuy nhiên, Tiêu Lệ không có chấp nhận bỏ mạng như vậy. Cố gắng chịu đựng, cầm chính kích nhổ ra khỏi vai mình, Tiêu Lệ liền đứng lên đối mặt với kẻ thù. Lúc này, nhìn về phía trước, Phạm Lao mang theo vẻ mặt âm độc quát lớn. Sau đó, nói dứt lời, thanh huyết mâu trên tay hắn đã liền xuất hiện. Cuối cùng, cầm huyết mâu trong tay, Phạm Lao đã liền phóng thẳng về phía Tiêu Lệ. Đối diện với nó, Tiêu Lệ gần như vô lực, ngay cả đứng cũng không vững nữa, anh ấy chỉ có thể lạnh nhìn huyết mâu đang lao tới mà thôi. Lúc này, Tiêu Lệ hai mắt nhắm lại, âm thanh đột nhiên vang lên nói: "Tam đệ, nhị ca vô năng, ngay cả một cái điện lưng cũng không thể thay ngươi kéo xuống, thật là trời muốn diệt Tiêu gia ta rồi." Thế nhưng, đúng vào lúc đó, khi đôi mắt của Tiêu Lệ vừa nhắm lại, thì đột nhiên, ở phía xa, một đạo thân ảnh như thiểm điện đã liền xuất hiện trước mặt Tiêu Lệ, sau đó đánh văng huyết mâu ra xa. Trường cuối chuyện này, Phạm Lao không khỏi kinh hãi và sau vài lời võ mồm, biết được đây chính là Tiêu Viêm, Phạm Lao mặt cắt không còn giọt máu. Còn Tiêu Viêm nhìn Phạm Lao trước mắt, anh ấy quát lớn nói: "Phạm Lao lão cẩu, hôm nay ngươi bỏ mạng lại đây đi." Nói dứt lời, trên tay Tiêu Viêm, huyền trọng xích cũng liền vung ra, làm khói bụi tung bay tứ tán. Đối diện với nó, Phạm Lao sợ hãi, ngay lập tức hắn liền kêu gọi ba tên đấu vương cùng mình hợp lực. Nghe vậy, ba tên đấu vương cũng gật đầu đồng ý. Còn Tiêu Viêm, lúc này đấu khí trên người anh ấy đã bạo phát mãnh liệt. Thế nhưng ngay khi anh ấy định lao lên thì từ trong khe hở hư không, thân ảnh bị đỗ toa lại đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức, sự xuất hiện của nàng đã làm hai bên phải ngừng lại. Tuy vậy, lần chiến đấu sinh tử này, Tiêu Viêm không cho phép ai cản mình lại. Bởi vậy, ngay lập tức, Tiêu Viêm đã liền quát lên nói Mị Đỗ Toa rời đi. Nghe thế vậy, Mị Đỗ Toa rất tức giận, thế nhưng nàng cũng không làm gì mà liền bỏ đi. Lúc này, đã không còn ai ngăn trở mình. Thân hình Tiêu Viêm như tia chớp đang ngay lập tức lao về phía Phạm Lao cùng đám người kia mà đánh. Trong khoảnh khắc đó, bốn người Phạm Lao cũng liền lao lên. Thế nhưng ở giữa không trung, thân thể họ đang lao lên thì đột nhiên dừng lại, tâm hỏa xâm nhập làm trái tim bọn chúng như muốn nổ tung. Chấp lấy thời cơ, cầm huyền trọng xích đánh ra, Tiêu Viêm liền ra tay chấn bay một gã đấu vương xuống mặt đất, khiến hắn ta mất đi sức chiến đấu. Thấy vậy, Phạm Lao gầm lên, hắn ta liền ra lệnh hai tên kia vây bắt Tiêu Lệ, còn mình sẽ cầm chân Tiêu Viêm lại. Còn Tiêu Viêm, hai cánh dang rộng, thân thể như tia chớp, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã ngay lập tức lao về phía trước. Lúc này, Phạm Lao cũng liên tục công kích từ xa, còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng rất nhanh đã lao tới và tiếp cận hắn ta. Cuối cùng, khi đã tiếp cận được Phạm Lao, một chiêu bát cử băng đánh ra, Tiêu Viêm liền đập thẳng xuống người đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm chờ bạo phát, làm nơi đây như sáng bừng lên. Khi ánh sáng qua đi, thân thể Phạm Lao đã liền bị chấn bay ngược lại. Lúc này, cảm nhận nguy cơ sinh tử, Phạm Lao liều mình. Ngay lập tức, biển máu lại một lần nữa xuất hiện, sau đó bao trùm hắn ta ở bên trong. Thế vậy, xiêu hỏa trên người Tiêu Viêm liền tỏa ra, sau đó hai cánh dang rộng, anh ấy cũng liền lao thẳng vào trong biển máu và công kích Phạm Lao ở bên trong đó. Tuy nhiên, trong lúc Tiêu Viêm tấn công Phạm Lao vô cùng mãnh liệt thì ở phía xa, Tiêu Lệ lại bị hai gã đấu vương kia âm thầm vây công. Nhất thời, hai đoàn công kích cực kỳ mạnh mẽ đánh ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã liền bay thẳng về phía Tiêu Lệ. Lúc này, Tiêu Viêm ở xa, ngay khi định đi ứng cứu thì đột nhiên hai đạo thân ảnh từ đâu xuất hiện, liền phá tan đi hai đòn công kích đó. Bởi vậy, đã có người trợ giúp, Tiêu Viêm vô cùng thoải mái truy đuổi Phạm Lao, khiến hắn ta chạy mất dép. Đến đây thì hết tập 43/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.